Thưa quý khán giả, các chuyên gia Trung tâm Khí tượng Thủy văn dự báo trong tháng 2, lượng mưa ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến thiếu hụt từ 5 tới 15mm so với trung bình nhiều năm. Ngoài ra, khu vực Bắc Bộ, không khí lạnh tiếp tục tác động đến thời tiết nước ta. Trong giai đoạn 10 ngày giữa tháng 2, không khí lạnh có khả năng hoạt động sấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Trung và Nam Trung Bộ, lượng mưa thiếu hụt từ 15 đến 30mm và có xuất hiện các đợt mưa rào và cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến ít mưa và khô hạn còn kéo dài. Thời điểm này, nhà vườn trồng họ bầu bí ở các tỉnh Nam Bộ chuẩn bị thu hoạch trái bán Tết. Đây là đợt bán có số lượng lớn nhất trong năm do nhu cầu của người dân dùng trong những ngày Tết tăng cao. Để đạt năng suất, bà con chủ động phòng trừ sâu bệnh hại, nỗi lo của nhà vườn là bệnh tháng thừ tấn công. Bệnh do nấm lưu tồn trên tàn dư cây bệnh và hạt giống truyền bệnh sang năm sau, phát triển nhiều trong điều kiện thời tiết mưa nắng đan xen. Trên lá vết bệnh lúc đầu hình tròn nhỏ, sau lớn lên lan rộng. Trên trái bệnh nặng, các vết bệnh liên kết thành mảng lớn gây thối nhũng nước, ảnh hưởng đến năng suất. Các loại rau màu như là dưa hấu, bí đao, khổ qua thích hợp với nhiều vùng đất nên được nông dân trồng quanh năm. Gần Tết, giá cả tăng nhẹ giúp người trồng có thêm thu nhập vui xuân đón Tết. Với họ bầu bí, tháng thư là bệnh nguy hiểm, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng. Nhà vườn chia sẻ một số cách phòng và trị bệnh. Thu dọn kỹ tàn dư cây bệnh trên đồng sau thu hoạch, tiêu hủy các bộ phận bị bệnh và khử vôi để tránh lây lan. Bón phân cân đối, khử đất bằng vôi với lượng khoảng từ 500 đến 800kg một hecta. Trước khi trồng nên bón phân hữu cơ hoai mục kết hợp với chế phẩm sinh học Chicodoma. Nếu nấm bệnh tấn công mạnh, cần phải dùng đến thuốc hóa học nên tuân thủ theo nguyên tắc 4 đúng, tránh tồn dư thuốc trên thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng. Đến đây, thời lượng dành cho bản tin thời tiết nông vụ cũng đã hết. Cảm ơn quý khán giả quan tâm theo dõi những phút vừa qua. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.